Hi, team. Đây là không gian vườn của nhà mình nhé. Đó. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cải xanh. Đây. Đây là chậu cải xanh nhà mình trồng. Và chậu cải này nó đã lên được hơn 1 tuần rồi. Đây. Đây là những cây cải xanh non mơn mởn này. Cây cải này thì nó không có sâu. Nó lên rất đẹp, nó không có sâu nhé. Đấy. Đây. Cải này thì dùng để mình có thể là đưa vào nấu canh này, xào này hoặc là ăn sống. Vườn cải này thì nó đã lên được hơn 1 tuần rồi. Và cái cải này có con sâu này. Đây, đây là con sâu ăn cải này. Đây, đó, đây là một con sâu. Đó, thấy chưa, mọi người đã thấy chưa, con sâu này chưa. Đó. Đó. Đây, con sâu này. Sâu to. Nếu mà để nó thêm 1 tuần nữa là nó sẽ. Đó, đây con sâu đây. Thêm 1 tuần nữa nó sẽ ăn hết cái vườn cải này luôn quá. Để mình xem coi có con nào nữa không nào. Không. Đó. Đây. Đây, đây là hiện tượng là rau cải bị sâu về bua này. Đây con sâu về bua nó về, nó ăn một khoảng đấy xong nó về này. Đó, đó, đây là cái đường đi của con sâu về bua. Ok không? Và về. Đó. Và mấy cái cây cải xanh này là bữa nay mình có thể ăn được cái đấy. Đó. Nó thì tầm được trồng bữa nay nữa là được hơn 2 tuần rồi. Nhanh lắm, nó lên nhanh lắm. Bữa nay là mình có thể để ăn được rồi đấy. Đó. Đây là những cái cải mà xanh mơn mượt và nhìn rất ngon. Chắc ngày mai hãy vào ăn mì tôm. Này. Tâm hồn chỉ có nghĩ đến ăn uống. Đấy. Đây là chào cả. Bye bye.